Vâng, em xin kính chào tất cả các bác đang lên kênh bán hàng của bên em nhá. Bác nào có nhu cầu mua hàng các bác gọi điện thoại trực tiếp bên cơ sở 1 giúp em. Đấy, còn bác nào cần tư vấn các bác gọi cơ sở 2 các bác nhá. Và ngày hôm nay em sẽ review và giới thiệu cho các bác một dòng sản phẩm vừa về xong các bác nhá. Đây là dòng chất côn 34, có tên là mã là model là 2350H các bác nhá. Đây là dòng mới về côn 34, đấy, công suất 35W, kháng trở là 8 ohm, cực kỳ dễ chơi và dễ lắp ghép các bác nhá. Đấy, trên một cái bộ thiết bị là loa nằm như này, các bác tiết kiệm được quá nhiều chi phí các bác nhá. Không phải mua một cái hộp gỗ mất vài trăm ngàn, không phải mua phân tần, mà các bác lắp trực tiếp và thay đổi chất âm cho các bác chỉ với vài trăm ngàn sẽ thay đổi toàn bộ cục diện loa của các bác luôn. Và một bộ combo như này gồm cả hai chiếc kèn như này và hai cái phễu này lắp trực tiếp trên cái loa như này luôn. Đấy, thì chỉ có 550 ngàn một bộ combo này thôi. Đây là dòng mới về anh các bác nhá, dòng mới về. Còn bác nào có nhu cầu mua phễu này, các bác mua chỉ có 80 ngàn một đôi các bác nhá. 80 ngàn một đôi bao ship cho anh em luôn. Đấy nhá, 80 ngàn một đôi bao ship. Và bộ combo này 550 ngàn cũng bao ship cho anh em luôn. Đấy, không cần phải đóng một cái hộp gỗ, mua cái hộp gỗ mất mấy trăm ngàn làm gì cả. Các bác không phải mua phân tần, chỉ cần nắp vào đây ok luôn, bỏ trong loa này nó có phân tần hết rồi các bác nhá. Đấy, ok. Và ngay bây giờ em sẽ test trực tiếp cho các bác tiếng nhạc trước, xong em sẽ alo mic cho các bác thấy sự thay đổi khi các bác mà lắp cái loa này vào luôn các bác nhá. Ok, nào bắt đầu. Đây là chiếc kèn này. Đấy các bác nhá, âm thanh cực chi tiết, cực mạnh mẽ luôn. Và em lắp trên một cái loa bình dân như này cho các bác nghe luôn. Đấy. Ok đây các bác. Đấy, loa chiếc kèn này. Đấy, loa này không chạy các bác nhá, loa này không chạy này. Và ngay bây giờ em sẽ test cho các bác nghe loa này. Đây sẽ xoay 35 nghìn cho các bác nhá. Xoay cân bằng loa này. Đây. Nghe nó qua thì nó con này nó yếu hơn một chút thôi. Nhưng khi mà chút em alo mic cho các bác nghe em mới có được. Có nhá. Đấy. Đây là chất giấy các bác nhá. Ok. Và bây giờ em sẽ tắt bài nhạc đi, em alo mic. Lên 1 2 1 2 3 4 5 6 7 lên 2 3 4 5 6 7 lên 2 2. Đây là loa chấp giấy các bác nhá. Và ngay bây giờ em sẽ xoay sang chấp kèn. Đấy, ok. Đây này. Lên 2 6 7 lên 2 6 7 lên 6 7 8 9 10 lên 2 6 1 2 2 6 7 lên 2 6 7 lên 2. Cực kỳ là hiệu quả, cực kỳ sáng luôn các bác nhá. Chỉ bỏ ra chỉ có vài trăm ngàn thôi trên một cái loa bình dân như thế này. Đấy các bác nhá. Đấy, các bác nhìn cái loa em còn nhìn đã rất là cũ rồi. Đấy, em xem test, em vừa test cho các bác vừa nhạc vừa mic rồi. Các bác thấy sự thay đổi khi chỉ bỏ ra có 550 ngàn thôi. Các bác thấy là sự thay đổi khác biệt một trời một vực đúng không ạ? Tiếng sáng hơn, mạnh hơn, khỏe hơn, chi tiết hơn mà khó cháy hơn các bác nhá. Bởi công suất của cái loa này, loa là 35W các bác nhá. Cực kỳ lớn. Còn dòng chiếc này nó chỉ có 5W thôi. Nên tiếng của nó sẽ nhỏ hơn là 1, tối hơn là 2. Thứ ba nó là gì, nó sẽ dễ cháy hơn là 3 các bác nhá. Và dòng chiếc này thì các bác chơi nó sẽ tốt hơn. Đấy các bác nhá. Đấy, ok chưa các bác? Đây là hàng nhập khẩu trailer các bác nhá. Hàng nhập khẩu trailer, hàng nhập loại 1 các bác luôn. Hàng xưởng các bác nhá. Hàng xưởng loại 1 có tên là JBL2350H. Cô này thì là 550 ngàn, gồm cả chép cả phễu luôn, bao ship cho anh em lên tận nhà. Ok chưa các bác? Còn bác nào có nhu cầu mua phễu là 80 ngàn một đôi. 80 ngàn một đôi bao ship các bác nhá. Các bác nhìn kỹ cái phễu của em vào nhá. Nhìn kỹ cái phễu của em vào các bác nhá. 80 ngàn một đôi. Đấy, ok chưa các bác? Đấy, thay vào các bác sẽ thấy sự thay đổi một trời một vực luôn các bác nhá. Mà không cần phải mua hộp gỗ, một cái hộp gỗ mấy trăm ngàn rồi, không phải mua phân tần. Đấy các bác nhá, cắm trực tiếp vào luôn, bởi vì cái loa này nó có phân tần ở trong rồi. Cắm vào thay cái chép vào là ok luôn. Đấy, một chi tiết hoàn, các bác gọi điện thoại cơ sở 1 giúp em các bác nhá. Xin chào và hẹn gặp tất cả anh em.